đầu làm ring bên cho LGBT, đưa lên tiếng nói cho LGBT. Trong đây có rất nhiều người tài mà nên khen hơn là đi kỳ thị. Ngước mặt don't care, BD là một phe, yeah. Mấy đứa ghét BD, hứa sau này để ra một bài. BD today number one, BD xong sao để cho đáng. BD lanh láng, BD thay qua là không ngán. BD luôn xinh và luôn sáng, mỗi lúc khắp nơi.